Cần 3 bước đơn giản sẽ biến bạn thành người mạnh mẽ. Bạn có tin không? Tôi chỉ dùng 3 bước này và chỉ sau 1 năm đã thay đổi cuộc đời. Xem hết video này, ít nhất bạn sẽ trưởng thành gấp 10 lần. Bước đầu tiên, hãy trở thành người vô cảm. Đừng kể lể khắp nơi, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người mới quen. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai đó. Dù ai đó nói xấu sau lưng bạn, cũng đừng bận tâm. Chỉ cần tập trung vào hiện tại và tương lai của bạn. Những chuyện nhỏ nhặt, những người và việc rắc rối, đừng để chúng làm phiền bạn. Bạn không cần mọi người hiểu và yêu quý mình. Cũng đừng dễ dàng chấp nhận lời khuyên, vì mọi người là sản phẩm của môi trường sống khác. Bước thứ hai, kiểm soát cơn giận. Nổi giận không giải quyết vấn đề, ngược lại còn hại sức khỏe của bạn. Khi thực sự muốn nổi giận, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Người mạnh mẽ không khóc, không làm ầm ĩ, vì đó là việc của trẻ con. Những mối quan hệ làm bạn mệt mỏi, hãy kết thúc ngay lập tức. Hành động ngu ngốc nhất là khi bạn yếu đuối còn cố gắng giải thích với người khác. Bạn không cần chứng minh người khác sai, luôn nhớ rằng vị trí khác nhau, nói ít là vàng. Bước thứ ba, khi áp lực quá lớn đến mức muốn gục ngã, đừng kể với ai, đừng cảm thấy mình bị thiệt thòi, vì sẽ không ai thương xót bạn. Không ai hỏi thăm cũng tốt, không giỏi bằng người khác cũng chẳng sao. Hãy tự mình giữ bình tĩnh, làm những việc cần làm. Đừng để lo lắng và căng thẳng phá hủy sự nhiệt huyết và kiên định của bạn. Tâm có thể tan vỡ, nhưng tay không được dừng.